Hey, what's up? Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là TQ đây. Và ngày hôm nay cùng nhau chơi My Friend Pedro. Bạn chưa biết nói thần kỳ của tôi. Công anh Gia Đen đang ở phía sau làm gì đó, mình không biết nữa. Nhìn thấy nguy hiểm mấy các bạn. Và trong tập lần này chúng ta sẽ đến với thế giới của loài chuối. Ui, dễ thương quá vậy. Ta. Kỳ như cơ cơ. Ủa, sao kỳ ta? Đây là thế giới kỳ diệu của Gumball ha. Rất là giống. Nhưng mà sao không có kẻ thù à? Sao này vô. What the fuck is this shit? Cái điện xảy ra vậy? Are you fucking kidding me? Cái gì đang... What the fuck is this? Help me. Nó hại não quá. Oh, thì ra là vậy. Trời ơi, một vài cái game giải đố hả? Làm sao có thể làm khó được trí tuệ của một nhà khoa học 20.000 IQ? Cái cục gì thế này? Oh, ok. Help me please. Cái gì vậy là? Mình không hiểu. Tại sao người ta tạo ra cái game này cơ chứ? Oh, ok mấy cưng. Đường này đúng không? Đường này nè. Đó, qua đây. Rồi qua đây. Mày bị ngu không vậy? Cái thằng người chuối kìa. What the hell is happening? What the fuck? What? Oh, oh my god. Oh my god. No. Cái gì nó sẽ ra? Come on. Mình tưởng đây là game vui chứ sao ức chế vậy nè. Đừng có coi thường bố mày. Bố mày là best giải đố game này. Đừng xem thường người khác. Má thôi mày giết luôn đi. Đừng cho tao chơi game khỉ gì nữa. Kill me. À ha. Mấy thằng ngu. Oh, tụi mình chết rồi chứ. Thấy đơn giản rồi đó. À không, nếu như cứt vậy. Mẹ cái game. Chó má nào đây. Sao người ta lại có thể tạo ra cái thứ ác quỷ này được. Mày là sản phẩm của Satan. Chú không bao giờ tạo ra mày. Cái thằng người chuối. Anh Di Đen đang nhìn mình chơi kìa. Đừng mà, đừng nhìn anh Di Đen ơi. Em xin lỗi, em không thể thực hiện này được. No. Mà cái game quá rồi mà. Dùi, dọc bác sức sức cà. Mà nó mà sức sức cà quá sức. Chào nị. Why don't you kill me? Why don't you kill me? Tao đùa thôi mà mày giết tao thiệt hả? Woohoo! I'm free! Mà cái này nó không bắn nhau các bạn ạ. À. Cái này dưới là giải đố vậy á. I'm free. Ở cái này nhìn nó dày vậy. À, cho bố mày qua đi làm ơn. Lăn đều. Ui, come on, cho tao lăn đi. Ok. Rồi nào đó. Trời, dễ. Lăn đều quá. Khó khăn thiệt. Nè, nhảy ra này đó, nó sẽ lên đây đúng không? Sau đó mình sẽ quay đều. What? Cái này mà có nhảy được luôn. Ủa, cái này nó có cho mình nhảy lên luôn ta? Sao mà khó hiểu vậy? Rồi đó, ok. Khi nào mình đi ra thì nó mới mất đúng không? Ơi, what? No! Come on! Là sao nhỉ? Có nghĩa là mỗi lần mình đi ra cái tấm vải thì nó sẽ mất đúng không? Và cái này có hai cái, có nghĩa là mình dùng một lần thôi. Con mờ nó. Tao là bé toán học mà, tao không có thể thua mấy cái thứ khỉ này được. Mày không bằng một cái bài toán nâng cao tao giả đâu. Đó, đúng không? Sau cái này mình đi ra, nó sẽ mất. Cái nhà dễ thương quá vậy. Mấy mặt anh Gia Đen nhìn kỳ kỳ sao. Cái mắt nó lòi ra à, nhìn ghê vậy. À, mà tiếp theo nữa hả? Tao không muốn giải mấy cái chuối này đâu. Nó củ chuối lắm luôn. Giờ thế giới lộn ngược hả? Anh Gia Đen, đừng nhìn tôi nữa. Chúng ta chia tay rồi mà. Rồi bây giờ mày đang ở đây đúng không? Thì mày nên giúp tao làm gì đó đi. Nơi này đã bị xâm chiếm bởi những thằng anti-fan. Họ chỉ xuất hiện mới một ngày thôi mà bây giờ họ khắp mọi nơi rồi. Lúc nào cũng theo dõi. Lúc nào cũng đánh giá. Và bảo tao gà. Tao mong là tụi nó cứ biến đi đi. Oh, hater đâu? Mà nhà đen đúng không? Đừng nhìn em nữa, em ngại lắm anh ơi. Thật sự nhìn nó sợ sao?
Má cái bộ đồ. Má trông như bình gà gì đó. Ồ oh. À thì ra là vậy. Hiểu rồi. Nó tục quá. Mình nói thiệt là nó cứ xa xa làm thế nào ấy. À, cái này là cái vật lý nó bị đảo ngược thấy không? Newton kiểu I'm a truck to you. Vãi nồi thiệt, game này nó làm đảo vật lý rồi. Ở sập John á, mày tưởng không có sập John á. Ở chết mẹ. Đồ bắn tao làm ơn. Ở thằng ngu. Ha ha. Quay đều, xoay đều, tao là anh công nhân chăm chỉ. Oh yeah. Sao mày trâu thế? Whatever hả? Sao cũng được hả? Đừng có. Máy nhìn ghê vậy. Mày tưởng đây là thế giới kỳ diệu chứ, sẽ không có gì gọi đau đớn. Rồi cái thằng này làm cái gì mà nó bị nhốt vậy? Có lẽ nó là thành phần nguy hiểm, mình phải cẩn trọng mới được. Nó cũng gà. Thật sự là nhìn nó tục tục xoay coi mày coi nè. À, nó gớm quá. Mày cái đầu là thật sự sao tự nhiên các bạn có cái cảm giác mà một thế giới màu hồng mà nhìn rất là ảm đạm dễ thương đúng không, mà tự nhiên có máu me trong đó rất là đáng sợ luôn. Nó kiểu như là ví dụ như là máu me mọi nơi thì nó còn đỡ đỡ đi, mà kiểu như là thế giới rất là đẹp luôn. Mình nó creepy lắm. Sumimasen, what the fuck is that? Nó tục quá các bạn ơi. Oh my god, cái gì vậy? Mình nhớ cái chân chỉ có hai miếng thôi mà sao thằng này nó lòi ra cái miếng thứ ba ở đâu ra vậy? À, chân giữa hiểu không? Đừng coi thường sát thủ, tao là ninja. Má mày đã tới đây chuyện xong coi, mình mất lịch sử à, chưa kịp nói gì hết mà bay mất tiêu rồi. Xoay đều, ủa khoan đã. Nó phải xoay theo cái ngược chiều kim đồng hồ thì nó mới đi lên chứ. Đúng không ta? Như cái game này bị lỗi mẹ rồi. What? Cái lũ anti fan hater tụi mày, mày ugly hả? Mày kêu tao xấu hả? Mày thấy bộ đồ tao không? Áo này Gucci chuối 200 ngàn đó. Má, còn đôi giày thì... đôi giày đâu rồi? Đôi giày BTS. Tao xấu rồi sao nào? Mẹ... đánh giá tao hả mày? Nhìn mặt nó sợ quá à. Thiệt luôn á, nó creepy lắm. Lục nó bắn nó gọn gàng hiểu không? Nó không có banh sát ra, nhìn nó sạch sẽ. Lũ hater này, tao có bộ đồ đẹp đấy thì sao nào, tụi mày ghen tị đúng không? Oh my god, kẹt cái đầu kìa. Ơi. Mày nhìn cái gì hả, thằng hater kìa. Ờ, đẹp trai đúng không? Biết tao đẹp trai mà, mày đừng có nhìn tao nữa. Mày không có quyền để nhìn tao. Dăm ba cái lũ anti-fan là gì tao? Tao đọc một cuốn sách trợ giúp bản thân. Nó nói là những hành động vật lý sẽ giúp mày có một cuộc sống hạnh phúc. Là sao? Oh, dưới vậy. Nên là tao đã gắn những cái miếng này vô để tập gym. Oh, hợp lý đấy em. Thật ra thì mình chưa chơi này bao giờ cả. Mấy cái này nó ở mấy cái trung tâm á, mà mình cũng lười đi chơi. Ôi, làm đẹp lắm á. Cái này đẹp ghê luôn. Má tụi nó có cái sàn chứ đùa mình nè. Mình nhìn cái gì hả thằng hater kìa. Chết mẹ hết đạn rồi. Đó là một ý tưởng rất là tồi. Ở cái lũ trẻ trâu này làm cái gì đây? Nè, coi coi nè. Đú của tao không mày, muốn đú tao không? Mày thích đú không? Cho nó qua. Thôi, em chờ mày nữa, tao tha mày đó. Mày tưởng tao không giết được mày nha. Nói là fucking wow shit. Đừng là không thể chấp nhận được. Rồi sao đi trời. Các bạn làm mình khó chịu. Yeah, đừng xem thường người khác. Thôi tôi tự sát đây. Thuốc này uống mấy giờ chết à? Một lũ khốn nạn. Nhất là mày có các bạn đạp. Tao ghét mày. Không khóc được nữa rồi. Cạn nước mắt. Cái này vui vậy. Đá nè. Lá hả mày? Hay ăn cái đầu của các bạn mày đi. Lo mấy cơn. Dạo này mặc đồ đẹp cho ta. Mua ở đâu vậy? À thôi, không cần ở đâu. Lo mấy em, sao nó trong chuồng vậy? Mấy em quậy quá hả? Ờ thôi, để anh trừng phạt mấy em nha. Cháu chúng tre hả? Ờ, hình như là mày tìm được cái đồ của ông chú tao rồi. Hãy quay thử đi và nó vẫn còn hoạt động.
nhìn tục vậy? Doraemon, is that you? No, bitch, tao là bạn Banana Man. Mày như đít bùn vậy đó. Nhắc mày nhớ thì ở ngoài đường mình thấy người ta hay gắn cái này trên cái mũ bảo hiểm á, mình thấy khó chịu lắm mà tại sao người ta vẫn gắn được hay nữa. Đi ngoài đường mà nó quay vòng á, ức chế thiệt. Banana Man, you can catch me. Cú đá xem xét. Má lầu ơi, màu vàng là màu xấu nhất. Mày sủa cái gì cơ? Mày thích sủa cái gì cơ? Tao mặc nguyên bộ màu vàng đấy con chó à. Không ai được chê màu vàng của tao nha mấy con điên. Đậu phộng tụi mày. Đẹp vậy. Mày kêu tao xấu à? Mày kêu tao xấu à? Giờ ai xấu đây? Mày không còn cái mặt luôn kìa. Ai xấu? Ai xấu mấy con đêm? Ai xấu? Cú đá xăm xét. Thần xăm. Anh là Thò. Pi 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 pi. Cú đá xăm xét. Cái gì đấy trời? Thiệt luôn á. Nó tục tiểu phải luôn. Cảm ơn cậu đã tiêu diệt cái lũ hater. Bây giờ hãy ra khỏi đây. Oh, vậy là mình có chuyện. Mà nó cái bọn chuối nhìn nó tục quá. Làm sao mà game cái thời bựa cái này được á? Nghĩa là thế giới loài chuối cái gì đó thôi đúng không? Kiểu như là thế giới loài chuối sống với cống á. Nó giống như bọn chuột cống vậy đó. Bây giờ mình sẽ gọi nó là chuối cống. Bây giờ hãy xem lại thằng Danny nó nói cái gì. Oh yeah, nó là con Olivia đó. Rồi cái thằng quản lý của Internet. Người đã đặt cái phần thưởng lên đầu của mày. Bây giờ chúng ta phải xâm nhập vào mạng Internet và bắt thằng Ophelia. Đừng lo, tao có kế hoạch rồi. Mình sẽ chui vô mấy cái ống thông nước này và tao sẽ giải thích. Wow, và chúng ta đang ở mạng Internet các bạn ạ. Phu. Mà hằng ngu. Em over. Oh dear, trời ạ. Phức tạp cái luôn á. Má chơi game thôi mà đập luôn cái màn hình rồi. Rất hiểu. Đó chính là cái game khó nhất của những game khó. Sau hàng thế kỷ chơi game bạo lực thì bộ não của chúng nó đã bị phá hủy và chỉ có thể bày tỏ bạo lực thôi. Dù sao thì nếu như chúng ta có thể qua được cái khu vực này. À, Sue không phải là cái bé mây mà giống như là mấy cái đường ống á các bạn. Bây giờ thì nếu như mình qua được mấy cái này thì mình có thể đến được cái mạng xã hội Internet. Oh yeah boy, Internet đây. Các bạn muốn trang nào đây? Facebook, YouTube hay là Pornhub? Cái vùng quay này mà cosplay hả? Thằng gamer trẻ trâu này mày làm cái gì đó? Mày thích bạo lực không? Mày thích bạo lực không? Núp là lết. Mày kêu ai núp hả? Mày kêu ai núp? Mày kêu ai núp? Mẹ mày, ai núp hả? Tại cứu rồi đâu, ai núp? Có thể tao không biết xây dài trong Minecraft nhưng mà tao không phải là núp, ok? Vâng, đó là My Friend Petro, thế giới loài chuối. Nếu như các bạn muốn mình chơi thêm phần tiếp theo, đó chính là mạng Internet, thì chúng ta có thể bắt được con Ophelia và khám phá những cái game bạo lực trong này. Ví dụ như cái game này nè, nhìn nó, các bạn thấy không? Máu mềm bạo lực, nhìn rất là khó chịu, đúng không? Lần sau chúng ta khám phá sâu và bây giờ thì, cảm ơn các bạn xem video. Bye.